Mục vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài đọc Đức tin. Các nan đề về tiền bạc. Nếu sinh ra trong một gia đình nghèo, chắc chắn ai cũng thường cho rằng hễ có tiền là mọi việc đều xong cả. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Căn cứ vào kinh nghiệm sống và vào lời Chúa dạy cho thấy rằng tiền bạc cũng tạo ra những nan đề riêng của nó. Người giàu thực sự cũng chẳng sung sướng gì hơn người nghèo đâu. Thánh Kinh cho biết, kẻ tham tiền không bao giờ chán tiền, kẻ tham của cải chẳng bao giờ chán những mối lợi. Đó cũng là chuyện hư không, của cải càng thêm thì lại càng thêm nhiều miếng ăn hơn. Người có của ngoài việc nhìn thấy của cải trước mắt, chẳng thấy được lời hơn gì. Người làm việc nhọc mệt thường có giấc ngủ ngon, hoặc người ăn ít hay nhiều. Nhưng người giàu có vì chán trường vẫn hay mất ngủ. Một điều tai hại lớn ta thường thấy dưới ánh sáng mặt trời là của cải để dành làm hại cho người có của, hay vì tai họa nào đó của cải ấy mất đi, đến nỗi có con mà con cũng tay trắng. Ta lọt lòng mẹ trần truồng thế nào cũng sẽ trở về thế ấy. Tất cả những gì do công lao góp nhặt đều không đem theo được. Điều tai hại là ra đời thế nào lìa đời thế ấy, như thể khổ công chất chứa rồi, để gió thổi đi chẳng đem lại lợi ích nào. Dù rằng sống lam lũ gặp nhiều đau đớn và phiền não. Sách Truyền Đạo chương 5 câu 10 đến câu 17. Các câu này cho ta biết 5 lý do vì sao có nhiều tiền mà vẫn không giải quyết được nan đề. Thứ nhất, tiền bạc không đem lại thỏa mãn thật. Người tham tiền không bao giờ thấy đủ. Câu 10, kẻ tham tiền không bao giờ chán tiền. Thứ hai, tiền bạc thu hút nhiều kẻ sống nhờ và kết quả là những đêm không ngủ. Câu 11, 12, của cải càng thêm thì lại càng thêm nhiều miếng ăn hơn. Người giàu có vì chán trường vẫn hay mất ngủ. Thứ ba, tiền bạc có thể gây hại cho chủ nó. Câu 13, một điều tai hại lớn ta thường thấy dưới ánh mặt trời là của cải để dành làm hại cho người có của. Thứ tư, tiền của có thể mất bất ngờ. Câu 14, hay vì tai họa nào đó của cải ấy mất đi, đến nỗi có con mà con cũng tay trắng. Thứ năm, ta không thể đem tiền của vào thế giới bên kia khi ta chết đi. Câu 15-16, ta lọt lòng mẹ trần truồng thế nào cũng sẽ trở về thế ấy. Tất cả những gì do công lao góp nhặt đều không đem theo được. Điều tai hại là ra đời thế nào lìa đời thế ấy. Dĩ nhiên, nếu ta có tiền bạc, ta sẽ sống thoải mái hơn và giải quyết được nhiều nan đề. Nhưng tiền bạc không phải là giải quyết duy nhất. Việc tham tiền lúc nào cũng tai hại và đưa đến các việc làm bất chính. Có người nói rằng, người bằng lòng với những gì mình đang có là người hạnh phúc nhất. Một câu khác bảo rằng, nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính ra tất cả những gì bạn có mà tiền của không mua được. Câu gốc suy gẫm, vì lòng tham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi điều ác. Bởi lòng ham muốn tiền bạc mà một số người đã mất đức tin và từ chuộc lấy cho mình biết bao đau khổ. Sách Timôthê nhất chương 6 câu 10. Muốn thật hết lòng.